Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến canh rong biển là một món ăn rất là bổ mát cho những ngày hè hoặc là những ngày trời lập đông, sẽ làm cho chúng ta có những bát canh rong biển thật là ấm cúng như ở bên xứ Hàn. Và hôm nay mình sẽ không nấu canh rong biển bò theo kiểu Hàn Quốc mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn canh rong biển nấu theo kiểu người Hoa. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cách chế biến rất là đơn giản, dễ dàng tại nhà. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có nguyên liệu chính là cá rô phi đã làm sạch sẽ, cạo vảy, sát muối, bỏ mang, móc ruột và rửa lại cho thật sạch. Cần thiết nữa thì các bạn rửa bằng rượu gừng hoặc là muối và gừng để cho nó hết cái chất nhớt và bớt cái độ tanh. 5 lạng, mình dùng khoảng 4 con vừa vừa như này. Tiếp theo, để cho cái nước dùng của mình nó có một vị ngọt thanh nhưng không phải là bằng đường cát, mà mình sẽ dùng một chút đường phèn, 5g đường phèn. Tiếp theo sẽ là dầu ăn, kỷ tử, mình dùng 8g. Kỷ tử này thì các bạn có thể mua ngoài quầy thuốc nam, thuốc bắc, ở những cái chợ hàng xén. Trong những cái hiệu thuốc, thuốc bắc, thuốc nam người ta đều có bán. Mì chính, mình dùng 6g. Hạt nêm heo, 8g. Bột canh hải châu, 6g. Nấm bạch tuyết cắt khúc, 70g. Nếu các bạn không có nấm bạch tuyết thì các bạn có thể dùng nấm kim châm cũng được, cũng na ná như nhau. Dùng làm canh thì các bạn có thể dùng nước xương ninh của lợn cho nó ngọt. Không có thì các bạn có thể dùng nước lọc bình thường cũng được. Mình đây mình dùng nước lọc 1.3 lít. Đây là cái rong biển khô đóng sẵn từng túi 500g hoặc 1 cân gì đấy. Bán ở trong những cái siêu thị, cửa hàng tạp hóa, bán đồ của các mẹ bỉm sữa đều có bán loại này. Các bạn có thể mua hoặc là có thể đặt trên mạng, cũng rất là rẻ. Mình dùng 50g. Tiếp theo là những cái nguyên liệu kèm thì mình sẽ dùng một ít hành hoa để canh nấu chín thì mình sẽ cho vào, cắt mini. Một chút gừng băm để khử cái chất tanh và thơm hơn. 2 bìa đậu phụ, mình sẽ dùng đậu mơ. Không có đậu mơ thì dùng đậu bình thường, nhưng mà có đậu mơ thì ăn nó rất là mềm mại và nó mướt hơn. Các bạn sẽ mua cho mình 5.000 hành, một chút mình cắt nhỏ mini bỏ vào canh, còn một chút mình cuốn lại như này để mình khử cá lúc mình đun sôi. Tiếp theo là 5 củ hành tím đập dập để mình khử cá, một chút gừng mình cắt lát ra để mình khử cá luôn. Bây giờ mời quý vị và các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy theo dõi quy trình chế biến của mình đối với cái món canh rong biển này. Cái việc đầu tiên mình sẽ đổ nước vào đây để ngâm cái rong biển các bạn nhé. Cái nước này mình cũng vừa cắm xong được một lúc nên nó hơi nguội. Các bạn sẽ ngâm cho cái rong biển này nó nở ra. Các bạn có thể ngâm bằng nước lạnh nếu có thời gian, hoặc vội quá thì các bạn có thể ngâm bằng nước ấm để cho nó nở ra cho nhanh. Khi chảo đã nóng và khô thì mình sẽ cho một chút dầu ăn vào đây các bạn nhé. Khoảng gần một muôi lẩu này. Giờ các bạn cũng cần phải cho dầu nóng già đó, các bạn cho cá vào, khỏi bắn dầu. Đối với canh cá này thì các bạn không nhất thiết là phải làm cá rô như mình đâu, bởi vì là mình sẵn cá rô thì mình sẽ làm và chia sẻ video với các bạn thôi. Chứ còn các bạn có cá diêu hồng hoặc là cá chép, cá trôi đều được, vì dù sao là mình cũng còn mình lọc qua một cái dây, mình chỉ lấy cái nước cốt của cá để làm ngọt cái nước canh thôi, mình không lấy cái phần thịt nấu cho nó mềm luôn, bấy luôn để mình cắt lấy cái nước cốt để như kiểu mình ninh xương bò xương lợn. Trong khi chờ đợi rán cá để đỡ mất thời gian thì cái phần rong biển này của mình đã nở, các bạn tranh thủ rửa sạch bằng nước lã, sau đấy mình sẽ cắt khúc để nấu canh các bạn nhé. Rồi, cá mình vẫn để đây, mình rửa xong cái rong biển thì mình quay qua mình sẽ cắt khúc các bạn nhé. Các bạn lưu ý là cắt chuối cái rong biển này thôi, không cần cắt nhỏ quá.
để lúc ăn thì người ta còn cảm nhận được cái độ dai và cái miếng rong biển sật sật trong mồm. Các bạn cắt nhỏ quá thì ăn canh nó sẽ không còn cảm giác và người ta sẽ húp và trôi tuột vào trong mồm luôn. Rồi khi cá đã mềm thì các bạn tán nhuyễn ra luôn. Đối với phần cá này thì các bạn chiên cho nó xém vàng thì lúc nấu thành phẩm canh ra thì nó sẽ có cái mùi thơm của cá hơn là các bạn để nó trắng như thế. Đấy, các bạn cho xém cá thì mùi nó sẽ thơm hơn, giảm được cái mùi tanh rất là nhiều. Một điều lưu ý nữa để cho cá nó tanh thì các bạn châm nước sau khi cá đã vàng và đã tan như thế này thì các bạn sẽ cho nước vào. Mình sẽ dùng nước sôi nó tiết kiệm thời gian hơn, là một thứ hai nó đỡ tanh. Lúc nãy thì mình đong 1.3 lít, các bạn bây giờ cứ dùng đúng 1.3 lít cho mình. Còn các bạn nào nhà đông người hơn hoặc là ví dụ như nêm nếm theo khẩu vị gia đình thì các bạn có thể một là các bạn cho thêm nước hoặc là các bạn giảm nước. Chỗ này mình sẽ nấu khẩu phần 5 người, khoảng hơn 1 bát tô canh. Rồi tiếp theo là cái phần khử cái mùi cá ở trong canh này thì mình sẽ cho hành vào đây. Hành tím, gừng cắt lát, hành lá, đậu phụ mình giữ lại chút nữa mình cho vào sau lúc thành phẩm canh đã hoàn thành. Sau khi mình đã cho như gừng hành vào đây và mình sẽ đun với mức lửa vừa một lúc khoảng tầm 4 đến 5 phút cho xương cá và cái thịt cá nó tiết ra cái chất ngọt. Và bắt đầu mình sẽ tắt bếp, mình sẽ lọc bã xương này ra. Bã này thì mình sẽ bỏ ra các bạn nhé, mình không dùng, mình đổ luôn, bỏ cái chảo rồi mình sẽ dùng cái nồi này mình nấu. Bây giờ là công đoạn mình sẽ cho rong biển vào các bạn nhé. Đậu phụ 2 bìa sẽ cắt ra dọc quân cờ mình cho vào đây, mình cho vào một chút gừng cho nó dậy mùi thơm. Còn hành lá mình sẽ để lại sau cùng, mình sẽ cho vào lúc múc canh ra các bạn nhé. Mình sẽ nêm vào đây hạt nêm, bột canh, mì chính, đường phèn, nấm, kỷ tử. Như vậy là chúng ta sẽ nấu thêm một lúc nữa. Trong lúc canh sôi thì các bạn lưu ý vớt cái phần bọt nổi lên trên bề mặt của canh nhé các bạn nhé. Sau khi đã cho toàn bộ gia vị nguyên liệu vào hết, mình sẽ đun thêm tầm 2 phút đun sôi và hớt bọt. Thì lúc này các bạn sẽ nêm nếm lại để cho phù hợp với cái khẩu vị của gia đình mình. Và theo cá nhân của mình thì với cái định lượng mà mình vừa cho xong, mình có thể nếm qua thì mình thấy là rất là vừa ăn. Nếu các bạn cảm thấy chưa hài lòng với cái gia vị thì các bạn có thể thêm nước hoặc là thêm gia vị tùy vào cái nêm nếm ở mỗi vùng miền. Sau khi đun thêm được 2 phút thì mình sẽ cho hành hoa vào đây và mình sẽ tắt bếp các bạn nhé. Và sẽ múc ra ăn nóng cùng với cơm. Múc canh ra. Và đây là thành phẩm bắt canh trong biển nấu theo kiểu người Hoa. Thử qua một chút và mình sẽ cho cái cảm nhận. Phải nói là canh rất là ngọt các bạn, ngọt sắc luôn vì có cái chất cá ra rất là ngọt, ngọt thanh chứ không phải là theo kiểu của gia vị. Cái ngọt ngọt rất là tự nhiên của cái rong biển, của cái nấm, của cá. Đấy. Cái hương vị rất là thơm, không có một chút tanh nào hết, vị ăn thì rất là vừa phải. Cái món canh này thì mùa hè ăn cũng rất là mát và mùa đông thì ăn cũng rất là ấm. Trong những cái thời tiết trời đông giá lạnh, trong những cái quán lẩu nướng thì thường thường người ta hay làm những cái món canh trong biển bò để cho những thực khách người ta thưởng thức trong những cái ngày trời đông giá rét. Như vậy thì hôm nay mình đã chia sẻ cái video làm canh trong biển cá rô phi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ thực hiện thành công đối với món canh này.
để thay đổi thực đơn cho gia đình mình. Video của mình đến đây cũng xin được kết thúc. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.